Các bạn đang nghe truyện đọc Cổ Ma Tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 183, Huân Nhi và Linh Nhi. Vâng, đại phu nhân. Lục Nương đáp. Ngày hôm sau. Buổi sáng. Hai nữ nhi Huân Nhi và Linh Nhi của Trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang Hạ Trạch Uyên đến khu vườn mà Cửu Cát ở. Hai cô nương này chỉ mới 15-16 tuổi, nhìn ngoại hình là thuộc kiểu hoạt bát đáng yêu, lanh lợi tinh quái. Hai tiểu cô nương này mặt mày tràn đầy vẻ thán phục nhìn Cửu Cát kéo đàn nhị hồ, trong ánh mắt toát lên vẻ khó tả. Lục Nương. Mau mời tiên sinh vào trong nhà đi, bên ngoài gió lớn. Huân Nhi đột nhiên nói. Đúng vậy, Lục Nương. Gió núi lớn lắm đấy, Linh Nhi cũng tiếp lời. Hai cô nương gần như không cần nói cũng đưa Cửu Cát vào trong nhà. Còn về Lục Nương. Lục Nương. Ngươi về trước đi. Huân Nhi mặt mày sa sầm, lạnh lùng nói. Lục Nương tuy là tiểu nương của hai tiểu cô nương, nhưng tuổi tác cũng không lớn hơn bao nhiêu, thậm chí địa vị trong nhà còn kém xa. Lục Nương ôm cây tỳ bà, hành lễ với hai tiểu cô nương như đối với chủ nhân, sau đó kéo nha hoàn chăm sóc Cửu Cát là Hỷ Nương, bước chân nhanh chóng rời đi. Cửu Cát nhắm mắt ngồi trên giường, Linh Nhi vươn tay sờ lên mặt hắn nói, tiểu ca ca. Huynh trông thật tuấn tú. Vừa dứt lời, một thanh trường kiếm đã đâm tới. Linh Nhi vội vàng né tránh, nhìn người ra tay, chính là tỷ tỷ Huân Nhi. Làm cái gì vậy? Linh Nhi nổi giận mắng. Làm cái gì? Ta nhìn trúng hắn trước. Huân Nhi lộ ra vẻ mặt khinh thường. Ồ, tỷ tỷ tốt của ta, đã nhìn trúng rồi, vậy thì làm theo quy củ cũ đi. Linh Nhi rút trường kiếm bên hông ra. Không cho muội cơ hội. Huân Nhi vung kiếm đâm tới, một kiếm này vừa hung ác vừa độc địa, như tia chớp đánh thẳng vào tim Linh Nhi. Linh Nhi cũng không kém cạnh, vung kiếm đâm thẳng vào tim tỷ tỷ. Không thể nào, vì một tên mù như mình, mà muốn tự tàn sát lẫn nhau, ngay khi Cửu Cát cho rằng mình gặp phải một cặp điên, thì... Trường kiếm trong tay Huân Nhi và Linh Nhi đều đâm vào tim và bụng đối phương. Nhưng lại không có cảnh máu chảy đầy đất như trong tưởng tượng, hai cô nương vẫn như không việc gì. Lại tiếp tục vung kiếm chiến đấu trong căn phòng chật hẹp. Thì ra kiếm trong tay hai cô nương này đều chưa mài, chỉ là đang giỡn mà thôi. Huân Nhi và Linh Nhi nhanh chóng đã đánh hăng say. Chỉ thấy hai thanh kiếm va chạm nhau trên không trung, lưỡi kiếm lại đổ về phía Cửu Cát, Cửu Cát thuận thế ngã người ra sau, hất tóc lên, chạm vào hai thanh lợi kiếm. Mái tóc bị cắt đứt một cách dễ dàng. Đây là hai thanh kiếm sắt đã được mài, sắc bén bất thường, thổi tóc đứt ngay. May mà mình né kịp, nếu không đã bị hai cô nương này thuận tay chém chết rồi. Hai tiểu cô nương này là thích tranh giành, đánh nhau thành tính. Đừng có đánh nữa, người ta sắp bị tỷ giết chết rồi, ra ngoài phân thắng bại đi. Huân Nhi cũng phát hiện vừa rồi một kiếm mà cô và muội muội giao chiến suýt chút nữa đã giết chết Cửu Cát, bèn lật người nhảy ra ngoài cửa sổ. Được, Linh Nhi cũng đâm vỡ cửa sổ, đến ngoài vườn. Len ken loảng xoảng. Ngoài vườn, hai cô nương trường kiếm trong tay múa như gió, tấn công nhanh như chớp, đều dùng những chiêu thức hung ác nhất, như thể đang đối mặt với kẻ thù không đội trời chung. Hai thanh trường kiếm đều đã được mài, sắc bén bất thường, cắt tóc như cắt bùn. Thế nhưng hai cô nương bị thương bởi kiếm, nhưng lại không chảy một giọt máu nào, như thể căn bản không phải thân xác bằng máu thịt. Quan sát động tác của hai cô nương này. Huân Nhi và Linh Nhi tuy còn nhỏ, nhưng e rằng đã đạt đến cảnh giới thất phẩm võ sư, nói cách khác, cảnh giới của hai tiểu cô nương này hiện tại không khác gì hắn. Cổ trùng trên người bọn họ hẳn là có thể tăng cường khả năng phòng thủ, nếu không không thể nào không bị thương. Cửu Cát vểnh tai lắng nghe. Tiếng va chạm len ken loảng xoảng bên ngoài nhà. Âm thanh hai thanh trường kiếm va chạm nhau rất trong trẻo vang dội, còn âm thanh trường kiếm chém vào da thịt thì có phần trầm hơn một chút, nhưng lại có tiếng kim loại va chạm. Âm thanh kim loại va chạm như vậy, chính là một khúc nhạc. Cửu Cát ngồi trên giường, cầm cây đàn nhị hồ lên, gãy dây đàn. Một khúc nhạc vang lên, hòa với tiếng kiếm của hai nữ tử đang chiến đấu bên ngoài nhà. Mỗi một âm điệu của khúc nhạc này đều ngắn gọn và trầm trọng, như tiếng sấm vang bên tai, kim loại va chạm, gió mưa cuồn cuộn, vạn tiễn xuyên thấu không gian. Một khúc tướng quân ngâm, vạn tiễn giết thành. Ngàn dặm bình sinh chí, kẻ nào dám sinh ra trận. Cuồng phong cuộn đất, kim loại va chạm, vạn dặm trên bầu trời mây mù tan biến,
ngân hà đổ ngược hàng ngàn trượng. Có được ý cảnh mong muốn, khúc nhạc nhanh chóng hình thành, khúc nhạc vừa thành, cửu các thuận thế vận hành, nhất hồ túy nguyệt, toàn thân toàn tâm đều chìm vào trong đó. Đan điền, chân khí hùng hậu dưới dẫn dắt của ý cảnh, như dòng suối nhỏ trên cao chảy xuống, lần này là mấy đường kinh mạch hoàn toàn khác. Khúc nhạc thiết mã kim qua, đây là lần đầu tiên cửu các hoàn toàn chìm vào trong đó. Bên ngoài nhà, Huân Nhi và Linh Nhi, hai tỷ muội, mỗi người đứng trên một bồn hoa, kẹp kiếm chỉ về phía đối phương, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía phòng của cửu các, tiếng nhạc truyền ra từ trong phòng, khiến hai tỷ muội đều cảm thấy chiến ý sôi trào. Hai tỷ muội đồng thời nhe răng cười, sau đó quay đầu nhìn đối phương, trong mắt toát lên vẻ sắc bén. Trong tiếng nhạc của cửu các, hai tỷ muội lại tiếp tục chiến đấu. Dưới hòa tấu của cửu các, hai tỷ muội chiến đấu càng thêm hăng say hơn. Đao kiếm loang loáng, tấn công nhanh như chớp. Đúng lúc này, trên bầu trời cũng bắt đầu có mưa phun. Mưa phun bay bay. Trường kiếm xé tan màn mưa, rạch nát y phục, hất tung trâm cài tóc. Đao quang kiếm ảnh, hai tỷ muội không biết đã tung ra bao nhiêu chiêu kiếm về phía đối phương, thế nhưng lại không hề có một giọt máu nào chảy ra. Tranh, bị sử dụng để diễn tấu những âm thanh ngắn ngủn và trầm thấp liên tục, cây đàn nhị hồ bình thường này không chịu nổi, dây đàn đứt phực. Cuộc chiến bên ngoài căn nhà gỗ cũng đã kết thúc. Huân Nhi dù sao cũng là tỷ tỷ, thực lực hơn một bậc, tuy rằng lúc này nàng đã tóc tai rối bời, y phục rách rưới, nhưng nàng đích thực đã thắng. Ha 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 ha. Huân Nhi cười lớn, đây thật sự là một trận đại thắng sảng khoái, nàng phải đi tận hưởng chiến lợi phẩm của mình. Linh Nhi ngã nhào xuống nền đất bùn trong vườn hoa, khắp người đầy bùn đất, lúc này chân khí trong cơ thể nàng đã cạn kiệt, nếu như tiếp tục cưỡng ép chiến đấu sẽ không cách nào thôi động thiết bị cổ, sẽ bị tỷ tỷ xuất kiếm giết chết. Chân khí trong cơ thể Huân Nhi và Linh Nhi vốn dĩ không khác biệt là bao, nguyên nhân Linh Nhi không bằng tỷ tỷ là bởi vì bị tỷ tỷ chém trúng vài kiếm, đến lúc sau hoàn toàn bị áp chế, luôn là người bị kiếm đâm, chân khí nhanh chóng cạn kiệt. Linh Nhi càng nghĩ càng tức, hung hăng đập tay xuống nền đất bùn, bùn nước bắn tung tóe lên mặt, khiến nàng trông càng thêm chật vật. Linh Nhi đứng dậy, cầm trường kiếm trong tay, vừa đi vừa khóc, cứ như vậy rời khỏi. Thiết kiếm sơn trang. Tiểu viện nơi phu nhân trang chủ sinh sống. Hu 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 hu. Linh Nhi lau nước mắt, vẻ mặt chật vật, vừa đi vừa khóc, xông thẳng vào trong sân. Con lại thua rồi à, đại phu nhân đoán. Con muốn đi tìm cha. Linh Nhi lớn tiếng gào lên, dường như chỉ có như vậy mới có thể trút bỏ được sự ấm ức trong lòng. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau chuẩn bị nước tắm, thay y phục cho tiểu tiểu thư, đại phu nhân quay đầu lại, lớn tiếng quát đám nha hoàn và nữ tỳ đầy sân. Ngoại trừ đại phu nhân ra, những phu nhân khác ở Thiết Kiếm Sơn Trang đều không có địa vị, tất cả bọn họ đều là nha hoàn trước đây, sau khi được sủng hạnh liền được nâng lên thành phu nhân, qua một thời gian, trang chủ Hạ Trạch Uyên sẽ quên mất họ, cuối cùng đều do đại phu nhân quản thúc. Đại phu nhân sinh cho Hạ Trạch Uyên hai nam hai nữ, hai đứa con trai đã được đưa đến Hổ Báo Thành từ sớm, chỉ còn lại hai đứa con gái bảo bối vẫn luôn ở bên cạnh. Vài vị phu nhân cùng với nha hoàn nhanh chóng chuẩn bị xong thùng tắm, bọn họ tìm đến y phục sạch sẽ để thay, mấy nha hoàn khác dưới sự giám sát của tam phu nhân đi hái cánh hoa. Tiểu thư không được, nước còn chưa nóng, vào sẽ bị cảm lạnh. Ta khác các ngươi, cút, Linh Nhi đẩy một nha hoàn ra, trực tiếp nhảy vào thùng tắm nước lạnh. Lúc này, tam phu nhân đang hái hoa bên ngoài vội vàng bưng một chậu cánh hoa rắc vào thùng tắm. Mọi người bận rộn cả buổi, Linh Nhi chỉ tắm rửa trong chốc lát liền đứng dậy khỏi thùng tắm, thay một bộ y phục khác. Tứ phu nhân bưng lò than. Hai nha hoàn khác cầm quạt chuối ra sức quạt, gió nóng nhanh chóng hong khô tóc cho Linh Nhi. Lúc này, cơn mưa bên ngoài đã tạnh. Đại phu nhân tự mình chải tóc cho Linh Nhi. Đúng rồi. Rốt cuộc là tỷ muội hai đứa tranh giành cái gì? Đại phu nhân hỏi. Không có gì. Linh Nhi biểu môi nói. Ai? Hai đứa, tranh giành mãi, theo ta thấy có gì đáng để tranh giành chứ? Từ nhỏ đến lớn thứ gì mẹ cũng mua cho hai đứa hai phần giống nhau, hai đứa còn tranh cái gì nữa? Đại phu nhân thở dài. Cả ngày chỉ biết tranh giành. Rốt cuộc là tỷ muội hai đứa cùng thích thứ gì mà phải tranh giành đến mức này? Trên đời này không có gì là tiền không mua được, nghe mẹ nói, con đừng tranh giành nữa, mẹ mua cho con cái khác là được rồi.
như vậy thì có gì hay ho chứ? Ta nhất định phải giành chiến thắng, Linh Nhi bĩu môi, rời khỏi gian nhà chính một cách cứng đầu, đi về phía diễn võ trường của Thiết Kiếm Sơn Trang. Diễn võ trường Thiết Kiếm Sơn Trang. Trang chủ Hạ Trạch Uyên múa trường kiếm, kiếm khí tung hoành, kiếm khí chém ra như có hình dạng thực chất, nơi kiếm khí đi qua, toàn bộ mảnh gỗ đều bị chém đứt. Kiếm vào vỏ. Hạ Trạch Uyên khép hờ hai mắt, kiếm khí ngoại phóng tuy rằng đã sớm luyện thành, thế nhưng khí tức ẩn chứa sát ý lại từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ được. Hạ Trạch Uyên căn bản không tìm ra được phương pháp luyện tập sát ý, chỉ có thể tự mình mò mẫm, dậm chân tại chỗ. Đáng hận, nếu như năm đó mình giành được chức vị ban chủ Thiết Huyết Bang, e rằng hiện tại đã tu luyện đến cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh rồi. Vẫn là phải nghĩ cách ra tay từ chỗ võ sư. Thế nhưng nếu như bắt võ sư ra hỏi phương pháp tu luyện, sẽ khiến Thiết Kiếm Sơn Trang bại lộ. Điều này thật khiến người ta khó xử. Ngay khi Hạ Trạch Uyên đang nhắm mắt suy nghĩ, một cô gái hoạt bát mặc trường sam màu xanh lá cây, sau vài bước nhảy đã đến diễn võ trường. Cha! Con muốn học Tử Điện Thập Tam Kiếm. Linh Nhi nũng nịu nói. Khóe miệng Hạ Trạch Uyên nở một nụ cười an ủi, tuy rằng hai nữ Nhi Huân Nhi và Linh Nhi sinh ra không có linh mạch, thế nhưng sau khi được cấy ghép thiết bị cổ lại thể hiện thiên phú kiếm đạo kinh người. Hai nữ Nhi tu luyện, Thanh Mang Kiếm Quyết, có cảm giác còn hơn cả sư phụ. Thanh Mang Kiếm Quyết của con còn chưa luyện đến cảnh giới tiểu thành, làm sao có thể học kiếm thuật khác, Hạ Trạch Uyên lắc đầu nói. Thanh Mang Kiếm Quyết con đã sớm luyện đến mức thành thạo rồi. Vậy sao con lại thua tỷ tỷ? Cha! Sao cha biết con thua? Linh Nhi kinh ngạc hỏi. Ha 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 ha! Trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang, Hạ Trạch Uyên cười lớn. Nhiều năm qua, cho dù là Huân Nhi hay Linh Nhi, chỉ cần một trong hai người bọn họ thất bại trong lúc tỷ đấu nhất định sẽ đến tìm ông. Lần nào cũng vậy. Làm sao Hạ Trạch Uyên có thể không đoán được chứ? Thiết bị cổ bang cho hai nữ nhi năng lực gần như đau thương bất nhập, dẫn dắt bọn họ tỷ đấu từ nhỏ, để cho bọn họ tôi luyện kiếm pháp trong lúc tỷ đấu, chính là Hạ Trạch Uyên cha này cố ý làm như vậy. Huân Nhi và Linh Nhi từ nhỏ đã tranh giành, nguyên nhân chính là do trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang, Hạ Trạch Uyên. Tất cả đều là do ông cha này dẫn dắt từ nhỏ. Thế nhưng trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang, Hạ Trạch Uyên nằm mơ cũng không ngờ đến, có một ngày hai nữ nhi của mình sẽ đi tranh giành đàn ông, mà lúc này đại nữ nhi Huân Nhi đã giành chiến thắng, đang trải qua chuyện mà nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, còn tiểu nữ nhi Linh Nhi vẫn còn đang phẫn nộ muốn giành lại. Linh Nhi, con đã bao giờ nghĩ đến nguyên nhân mình thua chưa? Hạ Trạch Uyên hỏi. Linh Nhi nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, chắc là do lúc đó dùng sức quá nhiều, không kịp thu lại. Vậy sao con không dùng ít sức một chút? Con muốn đánh bại tỷ ấy trong một chiêu. Linh Nhi bĩu môi nói. Ha 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 ha. Đó là tỷ tỷ của con, thực lực không hề thua kém con, làm sao có thể dễ dàng bị con đánh bại, thực lực hai đứa ngang tài ngang sức, ai phạm sai lầm trước người đó sẽ thua, nếu như cả hai đều không phạm sai lầm, tất nhiên sẽ bất phân thắng bại. Hừ, Linh Nhi không phục, hừ lạnh một tiếng. Cha! Nếu như cha dạy con Tử Điện Thập Tam Kiếm, con nhất định có thể đánh bại tỷ tỷ trong một chiêu. Linh Nhi không phục nói. Ha 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 ha. Hai con tu luyện, Thanh Mang Kiếm Quyết, đều tiến bộ rất nhanh, ta đều nhìn thấy, bây giờ hai con quả thật có tư cách tu luyện, Tử Điện Thập Tam Kiếm, thế nhưng ta không thể chỉ dạy một mình con đi gọi tỷ tỷ đến đây, ta dạy cho cả hai. Thật sao, Linh Nhi vui mừng đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, tuy rằng đánh bại tỷ tỷ rất quan trọng, thế nhưng được học kiếm pháp mới càng khiến nàng kích động hơn. Con đi gọi tỷ tỷ ngay đây. Linh Nhi lập tức vui cười hớn hở đi tìm tỷ tỷ. Chỉ trong nháy mắt đã quên hết oán giận lúc tỷ đấu thất bại. Căn nhà của Cửu Các nằm trong vườn hoa. Linh Nhi vừa mới đến gần, nàng đã nghe thấy tiếng kêu của tỷ tỷ. Nghe thấy những tiếng kêu này, Hạ Linh Nhi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tỷ tỷ dường như rất đau đớn. Nàng ấy đang bị hành hạ sao? Tranh, Hạ Linh Nhi theo bản năng rút trường kiếm ra, tỷ muội tỷ đấu là tỷ đấu, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép người ngoài bắt nạt tỷ tỷ nhà mình. Hạ Linh Nhi đi đến bên cửa sổ, nhìn qua khe hở của cửa sổ vừa bị đập vỡ, vừa hay nhìn thấy tỷ tỷ đang chống hai tay xuống đất, còn tỷ tỷ vừa quay đầu lại cũng vừa hay nhìn thấy nàng.
Hai tỷ muội nhìn nhau. Choang một tiếng. Trường kiếm trong tay Hạ Linh Nhi rơi xuống đất. Một lát sau, Hạ Huân Nhi lấy từ trong túi trữ vật ra một bộ y phục mới mặc vào, mái tóc rối bời cũng được nàng búi lên. Muội, muội đừng nói cho cha biết được không? Hạ Huân Nhi dùng ngữ khí cầu xin nói. Hạ Linh Nhi gật đầu. Cái đó, cha gọi chúng ta qua đó, ông ấy muốn dạy chúng ta Tử Điện Thập Tam Kiếm. Hạ Linh Nhi nói. Ừm. Hai tỷ muội sóng vai rời đi, trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Bí mật mà hai tỷ muội cùng giữ gìn lại nhiều thêm một chuyện. Trên đường đi, Hạ Linh Nhi nhìn khuôn mặt ửng hồng của tỷ tỷ, đôi mắt long lanh như nước kia tràn đầy tò mò. Trong lòng Hạ Linh Nhi chỉ có một vấn đề, nếu như mình là người chiến thắng, có phải mình cũng sẽ biến thành như vậy không, đến diễn võ trường. Trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang, Hạ Trạch Uyên nhìn thấy hai nữ nhi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nói, hai con từ nhỏ tu luyện, thanh mang kiếm quyết, đã có tiểu thành, nhưng, thanh mang kiếm quyết, chỉ có thể đã thông vài kinh mạch của hai con, muốn đã thông thêm kinh mạch, nhất định phải tu luyện kiếm quyết mới, tiếp theo đây ta không chỉ truyền thụ cho hai con, Tử Điện Thập Tam Kiếm, còn muốn truyền thụ cho hai con, Phi Vân Kiếm Quyết, Chỉ Thủy Kiếm Quyết, khi nào hai. Con luyện ba bộ kiếm quyết này đến cảnh giới tiểu thành, sẽ có thể hiểu sâu hơn về kiếm đạo, ngược lại mới có thể khiến cho thanh mang kiếm quyết của hai con chân chính đạt đến đại thành, đến lúc đó hai con mới có thể bước vào lục phẩm. Cha, nếu như tu luyện đến lục phẩm có phải có thể giống như cha, phát ra kiếm khí không? Hạ Linh Nhi hưng phấn hỏi. Không thể. Còn phát ra kiếm khí là cảnh giới chân khí ngoại phóng của ngũ phẩm võ sư, cảnh giới lục phẩm võ sư gọi là bách mạch thông suốt. Vừa dứt lời, Huân Nhi và Linh Nhi đều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Bách mạch thông suốt đặt nền móng cho chân khí ngoại phóng, khi nào hai con tu luyện đến bách mạch thông suốt, khoảng cách đến chân khí ngoại phóng chỉ còn thiếu một viên đan dược. Đan dược gì? Huân Nhi vội hỏi. Huyền chân ngưng khí đan. Ở đâu có thể có được loại đan dược này? Hạ Huân Nhi truy hỏi. Hạ Trạch Uyên im lặng. Huyền chân ngưng khí đan là linh đan bậc nhập phẩm, có thể khiến lục phẩm võ sư vượt qua ngưỡng cửa, trở thành ngũ phẩm. Có thể nói, đại đa số lục phẩm võ sư không cách nào đột phá đến ngũ phẩm là do bị cản trở bởi một viên đan dược này. Mà bọn họ là cổ sư, không cách nào tiến vào võ viện, càng không thể nhận được sự tài trợ của võ tu thế gia, con đường duy nhất có thể dựa vào chính là tổ chức cổ sư Thiết Huyết Bang ở Hổ Báo Thành. Thế nhưng Thiết Kiếm Sơn Trang đã sớm đường ai nấy đi với Thiết Huyết Bang từ lâu, căn bản không thể quay về nữa. Huân Nhi, Linh Nhi. Huyền chân ngưng khí đan, sau này nhất định sẽ có một ngày hai con có được, thế nhưng trước khi có được viên đan dược này, hai con nhất định phải đột phá đến lục phẩm, trở thành võ sư bách mạch thông suốt, bằng không sau này cho dù có đặt đan dược trước mặt hai con cũng không có phúc tiêu thụ. Bây giờ hai con phải làm chính là học được Tử Điện Thập Tam Kiếm, Phi Vân Kiếm Quyết và Chỉ Thủy Kiếm Quyết, sau đó dành ra 3 đến 5 năm, dựa vào 3 bộ kiếm pháp này luyện đến cảnh giới tiểu thành giống như Thanh Mang Kiếm Quyết, sau đó giác ngộ là có thể dung hội quán thông, cuối cùng luyện Thanh Mang Kiếm Quyết đến cảnh giới đại thành. Vì sao muốn luyện Thanh Mang Kiếm Quyết đến đại thành, lại cần phải luyện thêm mấy bộ kiếm pháp khác? Huân Nhi khó hiểu hỏi. Tập hợp sở trường của những người khác, suy một ra ba, mới có thể tập hợp thành của mình, đây là điều cần thiết trong tu hành, hơn nữa tu luyện những kiếm thuật khác, có thể đã thông thêm những kinh mạch có liên quan, đạt đến bách mạch thông suốt chân chính, tất cả võ sư trên đời muốn đột phá đến lục phẩm đều phải trải qua bước này, đừng hỏi tại sao nữa. Bắt đầu từ bây giờ, ta muốn dạy cho hai con, Tử Điện Thập Tam Kiếm, nghe cho kỹ đây, bộ kiếm pháp này chú trọng chính là chữ nhanh, nhanh như chớp giật, mau như sấm sét. Ngày hôm sau, sáng sớm, Cửu Cát tỉnh giấc từ trong ngủ mê. Đêm qua, hắn vẫn đi đến giếng băng, xoay phi đao suốt cả đêm. Sáng sớm ăn một bát mì viên cá. Sau đó liền nhìn thấy Lục Nương cầm theo đàn tỳ bà đến. Cửu Cát tiên sinh. Lục Nương lễ phép nói. Hai cô nương hay ồn ào kia đâu rồi? Cửu Cát hỏi. Trang chủ đang dạy kiếm pháp cho họ, trong khoảng thời gian này e là họ sẽ không đến đây nữa. Ồ, Cửu Cát thản nhiên gật đầu. Cửu Cát tiên sinh. Ta nghe nói đàn nhị hồ của ngươi bị hỏng, ta mang đến cho ngươi một cây mới. Lục Nương đưa đến một cây đàn nhị hồ mới.
Cửu Trác thử một chút, nói, âm sắc không tệ. Tiên sinh thích là được. Tiên sinh, ngươi nói cho ta biết âm thanh nằm ở ý, không nằm ở kỹ thuật, từ đầu đến cuối ta không cách nào hiểu được, không biết tiên sinh có thể nói rõ hơn một chút được không? Lục Nương hỏi. Nghe vậy, Cửu Trác âm phai ly cười. Nói rõ ràng hơn nữa cũng vô dụng, chỉ có thể dùng âm luật nói cho ngươi biết, khi nào ngươi nghe hiểu, tất nhiên sẽ hiểu. Cửu Trác cầm đàn nhị hồ lên, bày tư thế kéo cầm. Dùng âm thanh kể chuyện, dùng âm thanh biểu đạt tình cảm, khi nào ngươi nghe hiểu được ý trong khúc nhạc, tình trong khúc nhạc, tự nhiên chính là người trong khúc nhạc. Giá. Một nam tử đội nón che, cưỡi hắc mã đến trấn Phụ Quy. Dưới vành nón che chính là khuôn mặt u sầu của Ngân La Chu Thiếu Tuyền. Ngày hôm đó rời đi quá vội vàng, quên hỏi Cửu Trác đến nơi nào để tránh họa. Chu Thiếu Tuyền lại không dám nói chuyện này cho Lãnh Ngọc Trinh biết, dù sao thì loại sai lầm này thật sự quá mức khó nói ra miệng, chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như thật sự để lạc mất người, vậy hắn không cần làm đã canh nhân nữa. Vị lão nhân gia này, ngài có nhìn thấy một người mù kéo nhị hồ không? Ngươi nói gì? Lão nhân gia nghiêng tai hỏi, hiển nhiên là không nghe rõ Chu Thiếu Tuyền đang nói gì. Chu Thiếu Tuyền thở dài, chỉ có thể đến quán ăn gần đó hỏi thăm. Mấy ngày trước ở đây quả thật có một người mù, kéo một khúc nhạc hay. Đúng đúng đúng. Ngồi trên đường kéo mấy ngày liền, kéo rất hay, một kéo là cả ngày. Thật sao, nghe được tin tức này, Chu Thiếu Tuyền mừng rỡ như điên, cuối cùng hắn cũng tìm được tung tích của Cửu Trác. Bây giờ hắn ta ở đâu? Không rõ, đã mấy ngày không gặp người mù đó rồi. Chắc là 5-6 ngày rồi. Người mù đó ở lại trấn trên kéo đàn ít nhất 3 ngày, rất nhiều người đều nhìn thấy hắn, thế nhưng sau đó không thấy nữa. Cụ thể là đi đâu chúng ta cũng không biết, ngươi đi hỏi người khác xem. Được, đa tạ hai vị. Chu Thiếu Tuyền chắp tay cáo từ. Đêm hôm đó, lợi dụng lúc nha hoàn ngủ say, Cửu Trác một lần nữa ngồi dậy khỏi giường, hắn nhanh tay thay y phục dạ hành, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa mới đẩy cửa ra, một nam tử đội nón che liền ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn Cửu Trác. Đổi chỗ khác nói. Cửu Trác hạ thấp giọng nói. Lát sau, hai người đi đến giếng băng, xuống dưới nói chuyện. Sau khi Cửu Trác nói xong liền định men theo dây xích đi xuống. Chu Thiếu Tuyền túm lấy Cửu Trác, dùng ngữ khí khinh thường nói, sơn trang rách nát này ngay cả một cao thủ cũng không có, nói chuyện có cần phải xuống giếng hay không? Nói ở đây, Chu Thiếu Tuyền lớn tiếng nói, hắn chắc chắn xung quanh không có ai, cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Ngươi nhìn ra được thực lực của sơn trang này, Cửu Trác im lặng một lúc rồi hỏi. Nói nhảm. Một sơn trang toàn dùng võ phu làm hộ vệ thì có thể lợi hại đến mức nào? Loại sơn trang hẻo lánh này, nhiều nhất cũng chỉ là trang chủ xuất thân từ môn trạch, là võ sư giải ngũ, tu vi cả đời có thể duy trì ở trung tam cảnh là giỏi lắm rồi. Chu Thiếu Tuyền dùng ngữ khí khinh thường nói. Chu Thiếu Tuyền quả thật không xem trọng Thiết Kiếm sơn trang, nguyên nhân hắn đến vào ban đêm là bởi vì đến tối mới dò hỏi được Cửu Trác bị đưa đến Thiết Kiếm sơn trang, nếu không ban ngày đã trực tiếp đến rồi. Nghe Chu Thiếu Tuyền nói xong, Cửu Trác im lặng một lúc, sau đó nói, thì ra những võ sư bị thương ở chiến trường yêu tộc Môn Trạch, giải ngũ giống như Ngao Thanh Sơn không phải là ít. Vì tiêu diệt yêu tộc, mở rộng lãnh thổ cho thế hệ sau của nhân tộc, quả thật có vô số anh hùng nhân tộc bị thương thậm chí là bỏ mạng ở chiến trường yêu tộc, bọn họ đều là vinh quang của nhân tộc Cửu Châu. Chu Thiếu Tuyền nghiêm túc nói, trị cổ như trị nhân, ngu cổ như ngu nhân. Đại Càn Vương triều này cũng nuôi dưỡng võ sư như nuôi cổ vậy. Cửu Trác thầm than một câu trong lòng, sau đó chuyển chủ đề nói, bên dưới này là một giếng băng, ta tìm thấy khối băng ở dưới đó, luyện thành thứ này. Cửu Trác lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh phi đao vô quang, sau đó xoay tròn phi đao trên đầu ngón tay. Lúc đầu rất chậm. Thế nhưng theo chân khí kia quấn quanh đầu ngón tay, tốc độ xoay tròn của phi đao vô quang càng lúc càng nhanh. Cuối cùng năm ngón tay của Cửu Trác chỉ khẽ động, phi đao vô quang xoay tròn với tốc độ cực nhanh, gần như tạo thành tàn ảnh. Luyện Lung Nguyệt Thủ rất khá, chân khí trong cơ thể ngươi rất mạnh, ngươi còn kim tu công pháp gì vậy? Chu Thiếu Tuyền kinh ngạc hỏi. Ta ăn một viên huyền chân ngưng khí đan. Cửu Trác thản nhiên nói. Đồ phá gia chi tử.
Thứ đó là Linh đang dùng để đột phá ngũ phẩm võ sư. Biết bao nhiêu lục phẩm võ sư vì không có huyền chân ngưng khí đan mà bị kẹt lại không cách nào tấn cấp, vậy mà bị ngươi lãng phí như thế. Chu Thiếu Tuyền dậm chân nói, suýt chút nữa vì đau lòng mà đánh cho Cửu Cát một trận. Ta cũng là sau khi nuốt vào mới biết là huyền chân ngưng khí đan. Ăn linh đan lung tung, sớm muộn gì cũng bị chết. Khà khà. Cửu Cát cười cười không để ý, cái kia. Hay là ngươi nên dạy ta mấy chiêu sau, Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ, đi, Cửu Cát hỏi. Chu Thiếu Tuyền liếc mắt nhìn Cửu Cát, móc móc tai nói về năng lực, ngươi sớm đã có tư cách học mấy chiêu sau, có điều nói về công lao. Nói đến đây, Chu Thiếu Tuyền không nói nữa, mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Ý của ngươi là ta phải lập công, ngươi mới truyền thụ võ công cho ta. Chu Thiếu Tuyền cười mà không nói. Chu huynh, tòa sơn trang này gọi là Thiết Kiếm Sơn Trang, trang chủ Hạ Trạch Uyên hẳn là một gã cổ sư, không những như thế, trong sơn trang này còn có một gian phòng lớn đèn đuốc sáng trưng, đại khái là ở vị trí kia. Cửu Cát đưa tay chỉ. Chu Thiếu Tuyền thuận theo hướng tay Cửu Cát nhìn thấy một căn phòng lớn được canh phòng cẩn mật. Nhìn thấy căn phòng đó không? Căn phòng đó gọi là quỷ ốc, người rảnh rỗi trong sơn trang không ai được phép tới gần, ta vẫn luôn muốn đi xem, nhưng bọn họ canh phòng quá nghiêm ngặt, bản lĩnh của ta thấp kém, lại không có cách nào đi xem. Nếu ta đoán không lầm, quỷ ốc đó 89 phần 10 là nơi dùng người sống để nuôi cổ trùng, không bằng ngươi đi điều tra một chút, sau đó nói kết quả cho ta. Cửu Cát nói, trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang này có phải là người của Thủy Long Bang không? Chu Thiếu Tuyền hỏi. Không phải. Cửu Cát phủ nhận. Để ta đi xem. Chu Thiếu Tuyền đề khí tung người nhảy lên, bằng khinh công tinh diệu, gần như đã đạt tới mức nhảy trên không, nhẹ nhàng đáp xuống nóc quỷ ốc. Mở ngói trên mái nhà ra. Chu Thiếu Tuyền nhìn thấy tất cả mọi thứ trong quỷ ốc. Trong quỷ ốc đã không còn người sống, nhưng lại có tàn chi của con người, cùng với mấy cái hũ cổ lớn, trong hũ cổ bò đầy trùng. Ngoài ra, trong phòng còn treo những con bướm đen lớn, thậm chí có một con bướm muốn bay ra từ miếng ngói mà Chu Thiếu Tuyền mở ra, Chu Thiếu Tuyền dùng miếng ngói chụp con bướm đó lại, sau đó đậy ngói lại, thi triển khinh công rời khỏi quỷ ốc, cho dù là người trong quỷ ốc hay là võ phu bên ngoài quỷ ốc đều không ai phát hiện ra. Bên cạnh giếng băng, Chu Thiếu Tuyền với vẻ mặt nghiêm nghị đi tới bên cạnh Cửu Cát. Ngươi lại lập công rồi. Nhưng trong quỷ ốc đã không còn người sống, Thiết Kiếm Sơn Trang này lại dám lén luyện cổ thuật, dùng người sống luyện cổ. Xem ra ta đoán không sai. Bọn họ tìm người sống ở đâu, dùng nhiều người sống như vậy để luyện cổ, vì sao phủ nha không nhận được báo án, Chu Thiếu Tuyền lẩm bẩm tự nói với vẻ khó tin. Ngươi lại đi trông cậy vào đám tham quan chỉ biết ức hiếp dân chúng sao? Cửu Cát đang nhắm mắt lại rất muốn trợn mắt. Bọn họ lừa gạt nạn dân, lừa người đến đây, sau đó giết chết luyện cổ. Thật đáng hận. Thiết Kiếm Sơn Trang này đáng chết, Chu Thiếu Tuyền nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi giết kẻ chủ mưu là được rồi, liên lụy đến cả Sơn Trang làm gì? Đám võ phu kia đều là đồng lõa, kẻ biết tình hình mà không báo cũng đều phạm vào luật đại càn, theo luật phải giết. Ta phải lập tức đến Lưu Hương Thành báo cáo chuyện này cho lãnh đại nhân, nhiều nhất là 3 ngày sau, chúng ta sẽ điều động người bao vây nơi này, tiêu diệt tòa sơn trang này, người tốt nhất nên rời khỏi đây trước, miễn cho bị liên lụy. Chu Thiếu Tuyền lạnh lùng nói. Ta còn chưa thể đi. Vì sao? Không có lý do gì mà một người rời đi nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, ta phải ở lại mới có thể ổn định bọn họ. Cửu Cát bình tĩnh nói. Chu Thiếu Tuyền liếc nhìn Cửu Cát, suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ngươi ở lại đi, lần này hẳn là lãnh đại nhân tự mình dẫn đội, sơn trang này không thể nào phản kháng được, hơn nữa trước khi bắt người, chúng ta sẽ thẩm tra một lần, loại bỏ một số người thật sự vô tội. Người thật sự vô tội là chỉ nha hoàng, người hầu, những thường dân hoàn toàn không biết gì về việc Thiết Kiếm Sơn Trang luyện cổ bằng người sống. Chu Thiếu Tuyền đáp. Nói như vậy, luật pháp đại càn của chúng ta vẫn rất hợp lý. Đó là đương nhiên, đại càn triều đường đường của ta, sao có thể tùy tiện liên lụy đến người vô tội. Chu Thiếu Tuyền khinh thường nói. Trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang Hạ Trạch Uyên có 2 nữ nhi chỉ mới 15-16 tuổi, hoạt bát đáng yêu, ngây thơ lãng mạn, hẳn là không có tham dự vào việc luyện chế cổ trùng, tuyệt đối không biết chuyện luyện cổ bằng người sống. Vì là người nhà,
chắc chắn sẽ bị bắt đi, nhưng chưa chắc đã bị xử tử. Chỉ cần sau khi thẩm vấn, xác định các nàng thật sự không biết chuyện cổ trùng, hẳn là có thể được thả ra vô tội. Vậy nếu các nàng là cổ sư thì sao? Cái này, theo luật đại càn, cổ sư đều phải bị xử tử hình. Chu Thiếu Tuyền ngoáy mũi, mắt nhìn sang chỗ khác, cố gắng né tránh ánh mắt của Cửu Cát. Mặc dù Cửu Cát không mở mắt, nhưng Chu Thiếu Tuyền biết Cửu Cát không phải là người mù. Nghe vậy, cổ sư Cửu Cát quả nhiên im lặng. Đêm khuya thanh vắng, hai người nhất thời im lặng. Cuối cùng vẫn là Chu Thiếu Tuyền phá vỡ sự im lặng, chỉ thấy Chu Thiếu Tuyền như ăn trộm nói, cái kia. Theo luật đại càn, phàm là cổ sư hoặc võ sư thẩm vấn, lần đầu đều ở thành, nếu là vụ án liên quan đến cổ sư, triều đình nhất định sẽ phái thái giám giám lễ ti tới, một khi thái giám giám lễ ti tới, ngươi hãy dẫn hai con bé kia trốn đi. Vì sao nhất định phải đợi thái giám giám lễ ti tới mới trốn? Huynh đệ, ta phải giao công lao, hai nữ cổ sư chính là hai phần công lao, Hạo Khí Lâu cũng phải dựa vào công lao để phân phối tài nguyên tu luyện, thái giám giám lễ ti tới, giao người cho thái giám giám lễ ti, tù nhân chạy mất trách nhiệm không thuộc về ta. Ngươi hiểu không? Chu Thiếu Tuyền hạ giọng nói. Ồ, hiểu rồi, hiểu rồi. Cửu Cát gật đầu lia lịa. Vậy ta đi trước. Chờ đã. Ngươi còn chưa dạy ta mấy chiêu sau trong Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ. Hôm nay ta dạy hết cho ngươi. Chu Thiếu Tuyền sốt ruột cầm lấy thanh phi đao vô quan trong tay Cửu Cát. Nhìn cho kỹ. Chỉ thấy Chu Thiếu Tuyền trước tiên xoay thanh phi đao trên tay một vòng, đây chính là thủ pháp của Lung Nguyệt Thủ. Đầu ngón tay khẽ động, dựa vào lực ngón tay, thanh phi đao đã bay ra ngoài, trong nháy mắt thanh phi đao bay ra ngoài, Chu Thiếu Tuyền như tia chớp bắt lấy thanh phi đao rồi mang về, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Ném ra bắt về, ném ra bắt về. Thấy không? Đây là chiêu thứ hai của Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ, Tiểu Trích Nguyệt, thanh phi đao từ đầu ngón tay xoay tròn, biến thành từ cổ tay xoay tròn. Chu Thiếu Tuyền càng múa càng nhanh, thanh phi đao vô quan kia giống như một mỹ nhân sắp sửa xuất hiện, e ấp thẹn thùng. Tiểu Trích Nguyệt là dùng lực ngón tay ném dao, lực cổ tay thu dao, vậy chiêu thứ ba Đại Phi Hoa, chính là dùng lực cổ tay ném dao, lực cánh tay hất dao, ngươi nhìn cho kỹ. Chỉ thấy Chu Thiếu Tuyền thi triển Tiểu Trích Nguyệt đến một nửa, sau đó đột nhiên đưa tay chộp lấy, cánh tay hất mạnh, thanh phi đao vẫn bay ra ngoài, không có bị thu hồi, nhưng thanh phi đao lại chuyển hướng giữa không trung, vẽ ra một đường cong vô cùng quỷ dị. Tiểu Trích Nguyệt có thể làm được lực ngón tay phóng dao, luyện đến mức đại thành, ngươi một tay ấn túi trữ vật, trong vài hơi thở có thể phóng ra mười mấy thanh phi đao, Đại Phi Hoa là không thu hồi được, nhưng có thể khiến thanh phi đao mượn ám kình của cánh tay chuyển hướng giữa không trung, khiến người ta khó lòng phòng bị. Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ, ta đã dạy hết cho ngươi, tự mình luyện tập cho tốt, ba ngày sau gặp lại. Chu Thiếu Tuyền nói xong, liền thi triển khinh công rời đi. Phụ Quy Trấn nằm ở nơi hẻo lánh, Chu Thiếu Tuyền dù là tam phẩm võ sư cũng phải mất ít nhất một ngày một đêm mới có thể chạy về Lưu Hương Thành, đến Lưu Hương Thành báo cáo tình hình, tổ chức nhân lực, giết đến đây ít nhất cũng phải ba ngày. Trong ba ngày này, Cửu Cát mỗi ngày đều hy vọng hai tiểu cô nương Huân Nhi và Linh Nhi có thể đến tìm mình, như vậy hắn có thể dẫn theo hai tiểu cô nương ngây thơ lãng mạn, thuần khiết vô tà, không hiểu sự đời này rời đi trước, nhưng mỗi ngày đến tìm Cửu Cát đều chỉ có Lục phu nhân. Trong vườn hoa nơi Cửu Cát ở, Lục nương gảy đàn tỳ bà. Bây giờ tiếng đàn tỳ bà của Lục nương đã có khúc ý, Cửu Cát có thể nghe được tâm ý của Lục nương từ trong âm luật. Lục nương cố gắng như vậy, chính là muốn nói cho hắn biết tâm ý của nàng. Cửu Cát cầm lấy cây đàn nhị, hai người đàn dìu dặt, tình ý nam nữ không ai biết đến, lưu chuyển trong âm luật. Cùng lúc đó, luyện võ trường. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi đang luyện tập Tử Điện Thập Tam Kiếm, mặc dù phụ thân đã truyền thụ cho các nàng ba môn kiếm thuật, nhưng ngoại trừ Thanh Mang Kiếm Quyết ra, ba môn kiếm thuật còn lại đều chỉ có hình mà không có thực, có kỹ xảo mà không có thần. Nhưng may mắn là Huân Nhi và Linh Nhi có kinh nghiệm tu luyện Thanh Mang Kiếm Quyết, cho dù là Tử Điện Thập Tam Kiếm hay là Phi Vân Kiếm Quyết, Chỉ Thủy Kiếm Quyết, hai nữ đều luyện rất nhanh. Đột nhiên, trên không trung nổi lên một cơn gió mạnh. Cảm nhận được cơn gió mạnh quỷ dị đột nhiên xuất hiện này, Trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang Hạ Trạch Uyên đứng trên cọc gỗ ngẩng đầu nhìn xung quanh. Bầu trời quang đãng, vạn dặm không mây.
thậm chí ngay cả một con chim bay cũng không có. Trong nháy mắt tiếp theo, một cổ cự lực đánh vào người Hạ Trạch Uyên, đánh hắn từ trên cọc gỗ rơi xuống. Hạ Trạch Uyên rơi xuống đất. Không chỉ toàn thân vô lực, thậm chí còn có một cảm giác mệt mỏi vô cùng ập đến. Trong nháy mắt nhắm mắt lại, Hạ Trạch Uyên nhìn thấy một nữ tử mặc áo đen, bên hông đeo kim la đứng trên cọc gỗ mà nàng vừa đứng, lạnh lùng nhìn mình. Đã canh nhân. Xong rồi. Khi trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang Hạ Trạch Uyên tỉnh lại từ hôn mê, hắn đã bị trói trên xe tù. Cùng gỗ nặng nề chính là nắp xe tù, đầu và tay chân của Hạ Trạch Uyên đều bị cố định. Hạ Trạch Uyên muốn giãy giụa, nhưng lại phát hiện không cách nào dùng sức được. Khí hải của hắn bị phong ấn, người ra tay hẳn là võ tiên. Hoàn toàn không có sức chống cự, rốt cuộc là ai phản bội mình, Hạ Trạch Uyên nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, cũng không nghĩ ra một người khả nghi. Gần đây người vào Sơn Trang chỉ có tên mù đó, nhưng đó là một tên mù. Hạ Trạch Uyên ngẩng mắt nhìn lên. Hiện tại hắn đang ở chân núi, giao lộ giữa Thiết Kiếm Sơn Trang và Phụ Quy Trấn. Rất nhiều người dân Phụ Quy Trấn đến xem náo nhiệt, nhưng lại bị một đám bộ khoái áo đen ngăn lại. Trên một bãi đất trống ở giao lộ này, gần như tất cả mọi người trong Thiết Kiếm Sơn Trang mà Hạ Trạch Uyên có thể gọi tên đều bị nhốt vào xe tù. Sáu vị phu nhân, hai nữ nhi, còn có một đám võ phu do Mã Chính Bình dẫn đầu. Hạ Trạch Uyên nhìn hai nữ nhi của mình, lúc này hai nữ nhi đã mặc áo tù, tóc tai bù xù, đeo cùng gỗ cồng kềnh, bị nhốt trong xe tù. Lúc này Huân Nhi và Linh Nhi vẫn còn vẻ mặt mơ màng, các nàng hoàn toàn không biết vì sao mình lại bị nhốt trong xe tù. Hạ Trạch Uyên chưa bao giờ để hai nữ nhi xuống núi, thậm chí còn chưa nói cho các con biết các con là cổ sư chứ không phải võ sư. Cổ sư bị đã canh nhân bắt được, chỉ có một con đường chết, là mình hại các con. Trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang Hạ Trạch Uyên hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Trong lúc nhất thời hối hận không thôi, khó có thể kìm nén. Lúc này Huân Nhi và Linh Nhi cũng nhìn về phía phụ thân, thấy phụ thân rơi lệ, tất nhiên cũng nhịn không được mà rơi lệ. Kia chẳng phải là Thiết Kiếm Sơn Trang sao? Bọn họ rốt cuộc phạm phải chuyện gì? Sao lại có nhiều bộ khoái như vậy? Nhanh nhìn kìa! Nhiều trùng quá! Cùng với những lời bàn tán xôn xao của bá tánh xung quanh, một đám đệ tử võ viện mặc võ phục xanh trắng khiêng từ trên núi xuống mấy cái hũ kim loại lớn. Không những như thế, một số tàn chi máu thịt thuộc về con người cũng bị các đệ tử võ viện khiêng từ trên núi xuống coi như là vật chứng bày xung quanh hũ cổ. Bá tánh các vị, mọi người nghe ta nói. Lúc này một nam tử mặc quan phục đứng trên cao, người này chính là huyện lệnh Phụ Quy Trấn Hát Đình trưởng. Trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang Hạ Trạch Uyên này là một gã cổ sư, vì luyện chế cổ trùng, hắn đã lừa hơn trăm nạn dân lên núi, lừa vào quỷ ốc, dùng người sống luyện cổ, tội ác tày trời, những thứ này chính là chứng cứ. Bá tánh các vị, mọi người xem đi. Đây đều là chứng cứ sống sờ sờ. Chứng cứ trong quỷ ốc của Thiết Kiếm Sơn Trang bị lôi ra giữa thanh thiên bạch nhật, để cho mọi người xem. Huyện lệnh Hát phun nước bọt giải thích bên cạnh. Trong Thiết Kiếm Sơn Trang còn có mười mấy người không bị đeo cùng gỗ, những người này cơ bản đều là người hầu, trong đó còn có một tên mù, bọn họ xếp thành hàng, chờ bị các bộ khoái thẩm tra thân phận từng người một. Tri Phủ Thanh Đào Thành ngồi trước một chiếc bàn gỗ, bên cạnh có mấy vị văn tri lão luyện, một số bộ khoái đang duy trì trật tự. Theo nguyên tắc võ sư quản võ sư, thường dân quản thường dân, quân thành vệ Thanh Đào Thành canh giữ cổ sư, còn bộ khoái phủ nha bình thường canh giữ thường dân. Đã canh nhân cấp bậc võ tiên đã thẩm tra sơ bộ một lượt, cổ sư Thiết Kiếm Sơn Trang tổng cộng 6 người, những người còn lại đều là thường dân. 6 tên cổ sư này đều đã bị phong ấn khí hải, nhốt vào xe tù. Thường dân còn lại nếu là võ phu thì cơ bản đều bị nhốt vào xe tù, dù sao võ phu không thể không biết chuyện quỷ ốc. Chỉ có người hầu trong phòng bếp, nha hoàn, còn có một tên mù, tổng cộng mười mấy người cần thẩm tra. Người đầu tiên là một nha hoàn, chỉ thấy Tri Phủ hỏi, ngươi tên gì? Bẩm lão gia, nô tỳ tên Hỷ Nương. Đến Thiết Kiếm Sơn Trang bao lâu rồi? 3 tháng. Ngươi vào Thiết Kiếm Sơn Trang bằng cách nào? Nô tỳ là nạn dân, bị mua về. Ngươi có biết chuyện quỷ ốc không? Không biết, thật sự là không hề biết. Hỷ Nương sợ hãi nói. Tri Phủ đại nhân, ngài xem.
một vị văn tri bên cạnh lật xem một cuốn sổ sách. Trên sổ sách này ghi lại tình hình nhận bổng lộc hàng tháng của Hỷ Nương. Mỗi tháng bổng lộc 200 văn. Còn chứng cứ nào khác không? Đại nhân, ta tìm được khế ước bán thân. Một vị văn tri khác lấy ra một tờ khế ước, trên khế ước có dấu vân tay của Hỷ Nương. Sau khi đối chiếu một hồi, Hỷ Nương được thả ra. Tri phủ Thanh Đào Thành thẩm tra mỗi người đều rất cẩn thận, sợ bỏ sót một tên xấu. Người thứ hai là quản gia của Thiết Kiếm Sơn Trang. Người nọ vừa nhìn thấy tri phủ đã lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu ba cái nói, tri phủ đại nhân, tiểu nhân nguyện làm chứng, Thiết Kiếm Sơn Trang này hung ác, tội ác tày trời, trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang Hạ Trạch Uyên không có ruộng đất, không có sản nghiệp, hắn nuôi sống một sơn trang lớn như vậy, đều dựa vào cướp bóc, mỗi năm đều cướp bóc một lần ở Hổ Báo Lâm, tiểu nhân giấu một cuốn sổ sách ở đây có thể làm chứng cứ. Tri phủ Thanh Đào Thành nhận lấy sổ sách, thuận tay đưa cho vị văn tri bên cạnh, vị văn tri kia lập tức bắt đầu xem xét đối chiếu. Ngươi tên gì? Bẩm lão gia, tiểu nhân tên Lý Chí Đạt, là quản gia của Thiết Kiếm Sơn Trang. Ngươi thân là quản gia của Thiết Kiếm Sơn Trang, vì sao biết chuyện mà không báo? Đại nhân có điều không biết, người thật sự quản lý tài vụ ở Thiết Kiếm Sơn Trang là đại phu nhân, sổ sách mà tiểu nhân làm đều là che giấu. Chỉ nhìn sổ sách của đại phu nhân thì căn bản không nhìn ra vấn đề gì. Tiểu nhân ở Sơn Trang nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đã ngầm hiểu được một số vấn đề, sau đó tự mình làm một cuốn sổ sách, coi như là chứng cứ. Ừm. Tốt, lần này ngươi lập công lớn, lại đây hỗ trợ. Tri phủ Thanh Đào Thành hài lòng nói. Đa tạ đại nhân, tiểu nhân nhất định dốc hết sức lực, tận trung báo quốc, vạn tử bất từ. Lý Chí Đạt lập tức ngồi xuống bên cạnh tri phủ Thanh Đào Thành, giống như một vị văn tri huyện nha. Có Lý Chí Đạt gia nhập, hiệu suất thẩm tra nhanh chóng được nâng cao. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Cửu Cát. Bẩm đại nhân, tên mù này lên núi mới chỉ khoảng 10 ngày. Có chứng cứ gì không? Hắn còn chưa nhận bổng lộc, cũng không có khế ước bán thân, nhưng bá tánh trong trấn hẳn là có người từng gặp qua hắn. Lại có bá tánh trong trấn đến chứng minh. Cửu Cát không liên quan đến vụ án, có thể thả đi. Tri phủ ra quyết định. Đại nhân, ta có liên quan đến vụ án. Cửu Cát thông thả nói. Liên quan gì? Ta và nữ nhi của trang chủ là Hạ Huân Nhi có tư tình, chúng ta đã sớm tư định chung thân. Không thể nào, Lý Chí Đạt lập tức đứng phát dậy. Hỏi Huân Nhi một chút là biết ngay. Cửu Cát thản nhiên nói. Hai tên bộ khoái áp giải Cửu Cát đến trước mặt Hạ Huân Nhi. Một tên bộ khoái chỉ vào Cửu Cát, dữ dằn hỏi, Hạ Huân Nhi. Tên tiểu tử này nói hắn và ngươi thực tế đã là phu thê, các ngươi có phải đã tự ý ước định chung thân? Hạ Huân Nhi tóc tai bù xù, đeo gông xiềng ngẩng đầu nhìn Cửu Cát, rồi cười lạnh nói, khà 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 khà. Một tên mù, bổn cô nương cũng thèm liếc mắt nhìn sao. Ta đã sớm bảo tên mù nhà ngươi, đừng có ăn nói lung tung. Nữ nhân này đây là đã gây ra đại sự, nếu như có nửa phần liên quan đến ả, tiểu tử ngươi đừng mong giữ được cái mạng nhỏ này. Bộ khoái trung niên vỗ vai Cửu Cát, nói. Hạ Huân Nhi sau gáy có một nốt ruồi. Cửu Cát nói. Hai tên bộ khoái cùng lúc nhìn về phía Hạ Huân Nhi có phần hoảng loạn. Ở phía dưới gông thật sự có một nốt ruồi đen. Ngươi một tên mù làm sao biết được nữ nhân kia sau gáy có một nốt ruồi, tên bộ khoái còn lại hỏi. Sờ thấy. Cửu Cát đáp. Hạ Huân Nhi thần sắc chấn động, nhất thời không kìm được, nước mắt tuôn ra khỏi hốc mắt. Giải tên mù này vào xe tù, ta đi bẩm báo với tri phủ đại nhân. Trung niên bộ khoái nói. Cửu Cát bị đưa vào một chiếc xe tù khác. Trong hai chiếc xe tù này giam giữ hai nữ tù phạm, chính là Lục phu nhân và Ngũ phu nhân. Khác với cổ sư, người thường trên người đều không thay y phục. Hai vị phu nhân trên người cũng mặc trang phục cung đình, chỉ là có phần tiều tụy mà thôi. Tiên sinh sao cũng đến đây, Lục nương hỏi. Mọi người đều đi rồi, ta một mình buồn chán. Cửu Cát thản nhiên nói. Tiên sinh, người làm vậy là vì sao? Trong hốc mắt Lục nương cũng dâng lên nước mắt. Một cảm giác xúc động trong lòng Lục nương dâng lên, nàng hận không thể lập tức nhào vào lòng Cửu Cát. Nếu không phải sợ bản thân làm ra hành động quá phận, những tên bộ khoái kia nhất định sẽ tách nàng và Cửu Cát tiên sinh ra, Lục nương đã bất chấp tất cả mà làm. Đã là cái chết, còn sợ gì nữa,
ngay trong lúc tri phủ Thanh Đào huyện thẩm tra. Vài cái đỉnh cổ to lớn cùng một ít thi thể tàn phế được khiêng đến chỗ đống gỗ. Ầm, ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Cổ trùng nguyên thủy trong đỉnh cổ bị thiêu rụi trong biển lửa. Những cổ trùng nguyên thủy này tuy là chứng cứ, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Chúng là cổ trùng nguyên thủy có khả năng sinh sản, một khi lọt ra ngoài sẽ uy hiếp đến an toàn của toàn bộ dân chúng trong trấn, cho nên theo đại càn luật pháp bất kỳ thứ gì liên quan đến cổ trùng đều phải thiêu hủy kịp thời, để tránh hậu hoạn vô cùng. Khoảng đến giờ mùi ba khắc, xe ngựa mới chậm rãi hướng về phía Lưu Hương Thành mà đi. Trên danh nghĩa, người phụ trách áp giải đội xe này là một vị võ sư lục phẩm của Thanh Đào Thành. Nhưng âm thầm lại là Kim La cấp bậc võ tiên, Lãnh Ngọc Trinh. Là một võ tiên, nếu Lãnh Ngọc Trinh công khai áp giải đội xe tù này, vậy sẽ không có ai đến cướp ngục, cũng sẽ không có ai đến bịt đầu mối, như vậy sẽ không câu được cá. Vì để câu cá, Lãnh Ngọc Trinh không chỉ âm thầm ẩn nấp, mà còn rút đi tất cả võ sư của võ viện, chỉ để lại trong đội xe tù vài tên võ sư, những người còn lại đều là bộ khoái bình thường. Chuyện bộ khoái Thanh Đào Thành đánh úp Thiết Kiếm Sơn Trang bắt được ít nhất 6 tên cổ sư đã được lan truyền rộng rãi. Tin tức sớm đã truyền ra ngoài. Lãnh Ngọc Trinh giống như một ngư ông, chờ cá mắc câu. Tốc độ di chuyển của xe tù không tính là nhanh, nhưng cũng không cố ý trì hoãn, lực lượng phòng thủ bên ngoài cực kỳ lỏng lẻo. Tốt nhất là có thể câu được hai tên mang tộc kia, như vậy có thể lập được công lao to lớn. Thủ lĩnh đội xe áp giải trăm tên tù phạm này, chính là Vũ Duệ của Thành Vệ Quân. Vũ Đại Nhân, có một tên tù phạm mù, muốn kéo đàn nhị trên đường. Một tên bộ khoái đến bẩm báo. Kẻ dưới bậc thang, lại dám đưa ra yêu cầu như thế, quả thực là coi thường uy nghiêm của triều đình, truyền lệnh của ta, lấy roi da đến đánh hắn. Vũ Duệ hừ lạnh một tiếng, nói. Tiểu nhân tuân lệnh. Đúng lúc này, bên tai Vũ Duệ vang lên giọng nói của Lãnh Ngọc Trinh. Chờ đã. Vũ Đại Nhân có chuyện gì? Đi lấy đàn nhị cho hắn. Vũ Duệ trầm mặt nói. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Ta bảo ngươi đi lấy đàn nhị cho Cửu Các tiên sinh, ngoài ra nghe xem hắn còn có yêu cầu gì nữa, Vũ Duệ quát lớn. Lát sau, Cửu Các và Lục Nương trong xe tù đều có được nhạc khí của mình. Lục Nương, không bằng chúng ta hợp tấu một khúc. Cửu Các nói. Công tử muốn tấu khúc gì? Nàng cứ nghe. Chỉ thấy Cửu Các khẽ kéo đàn, khúc nhạc du dương và ai oán vang vọng trong đoàn xe. Những tên tù phạm uể oải, nhao nhao nhìn về phía Cửu Các. Chỉ nghe Cửu Các vừa kéo đàn vừa cất tiếng hát. Nhân sinh ngắn, chẳng bao lâu, thế lộ gập ghềnh không thể biết. Thế đồ hiểm ác, hung hiểm chớ sợ, có điều tháng năm trôi đi mất. Thiên hạ người, tự có kẻ si tình, chỉ cầu một đời không hối tiếc. Một khúc kết thúc, Lục Nương lập tức nghe ra đây là một khúc hợp tấu, bèn bưng đàn tỳ bà lên gảy. Hai người ngươi một câu ta một câu, cất tiếng hát trong xe tù. Trong khúc nhạc có bi thương, có thê lương, còn có loại tình cảm sâu đậm không nói rõ. Đám võ phu Thiết Kiếm Sơn Trang nghe thấy khúc nhạc này, không khỏi hối hận vì những gì mình đã làm, lừa gạt dân chúng vào Sơn Trang, dùng người sống luyện cổ, lòng lan dạ sói, tán tận thiên lương. Hu 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 hu. Không ít võ phu còn chút lương tâm, nghĩ đến những gì mình đã làm, nghĩ đến việc mình đã liên lụy đến gia đình, thậm chí là gào khóc thảm thiết, nước mắt như mưa. Trên một chiếc xe tù khác, Huân Nhi và Linh Nhi đeo gông xiềng, hai mắt long lanh, vẻ mặt say đắm. Mà Cửu Các cũng đắm chìm trong khúc nhạc, đắm chìm trong ý cảnh do mình và Lục Nương tạo ra. Nhất Hồ Túy Nguyệt là dùng ý cảnh để thúc động chân khí, mà võ công bình thường là dùng ý niệm và huyết khí để điều động chân khí, hiệu quả của hai loại này không thể so sánh với nhau. Ý cảnh có thể là một khúc nhạc, một bài thơ, một cảnh đẹp. Chỉ cần đắm chìm trong ý cảnh, chân khí trong cơ thể sẽ như dòng suối róc rách, từ cao xuống thấp, tự nhiên chảy xuôi. Đạo pháp tự nhiên, không gì hơn cái này. Cách đó không xa, Huân Nhi và Linh Nhi đeo gông xiềng không khỏi nhìn đến ngây người. Trong đầu hai tỷ muội đều là một khung cảnh giống nhau. Trong vườn hoa phong cảnh như tranh vẽ. Muội muội đứng ngoài cửa sổ, tỷ tỷ nằm sấp trong cửa sổ. Chớp mắt, vật đổi sao dời. Công tử tuấn tú kéo đàn nhị kia đã không còn ngồi trong vườn hoa nữa,
mà là chủ động bước vào xe tù. Lý do Cửu Cát nói ra khiến Hạ Huân Nhi đỏ bừng mặt, cảm động không thôi, tự cảm thấy uổng phí tấm lòng son. Hạ Linh Nhi đối với điều này vô cùng hâm mộ, hận không thể thay thế tỷ tỷ. Đêm khuya, đoàn xe dừng chân nghỉ ngơi bên ngoài một thị trấn. Để tránh cho cổ sư chết sớm vì thiết bị cổ phản vệ, đám bộ khoái đặc biệt làm huyết đậu hũ cho bọn họ. Vài vị phu nhân của Hạ Trạch Uyên bị trưng dụng làm khổ dịch, đút cho mấy tên cổ sư ăn huyết đậu hũ. Những cổ sư này còn chưa bị xét xử, tuyệt đối không thể chết giữa chừng, càng không thể bị cổ trùng của chính mình phản vệ mà chết. Đừng đút ta. Ta không ăn. Ta không ăn. Hạ Huân Nhi đeo gông xiềng hất đổ huyết đậu hũ, ra vẻ muốn tự bỏ đói chết. Nữ Nhi. Huyết đậu hũ này con phải ăn, con không ăn thiết bị cổ dưới da con sẽ đói, cổ trùng kia một khi đói, sẽ ăn thịt con, chui ra khỏi người con đó. Nữ Nhi, đại phu nhân Thiết Kiếm Sơn Trang nức nở nói. Ta không ăn. Ta thà chết, Hạ Huân Nhi kiên quyết nói. Phút, một cây roi sắt luồn theo khe hở của lồng xe quất tới. Đánh lên người Hạ Huân Nhi, làn da trắng như tuyết của Hạ Huân Nhi lập tức trở nên đen như sắt. Keng, một tiếng vang giòn. Hạ Huân Nhi không hề hấn gì. Tên võ sư kia cũng sững sờ, bèn quát lớn, vậy thì phải làm sao mới chịu ăn. Những tên tù phạm ở đây không ai được chết, nhất là cổ sư, nếu không bọn họ những bộ khoái áp giải tù nhân này đều phải chịu trách nhiệm. Ta muốn Cửu Cát ca ca đút ta ăn, Hạ Huân Nhi lớn tiếng nói. Ai là Cửu Cát? Chính là hắn. Hạ Huân Nhi nhìn về phía tên mù vẫn luôn kéo đàn nhị kia. Hắn là một tên mù, làm sao đút cho ngươi ăn? Ta mặc kệ, dù sao Cửu Cát ca ca đến ta mới ăn. Hạ Huân Nhi thân là tù nhân, vậy mà còn vô lý như thế, tên võ sư kia cũng không còn cách nào, chỉ có thể lập tức đi bẩm báo với Vũ Duệ, thống lĩnh đội xe. Ta cũng không ăn, Hạ Linh Nhi một cước đá văng huyết đậu hũ tứ nương đút cho nàng. Vốn dĩ Hạ Linh Nhi đang ăn huyết đậu hũ, vừa ăn được một nửa thì nghe thấy yêu cầu của Hạ Huân Nhi, bèn bắt chước theo, bắt đầu làm càn. Hai nữ tù nhân, cùng nhau làm càn, yêu cầu tên mù đút cho bọn họ ăn huyết đậu hũ. Thống lĩnh đội xe Vũ Duệ cũng ngây người, hai cô nương này đều là cổ sư, theo luật pháp Đại Càn Vương Triều, chắc chắn phải chết, đã sắp chết rồi, yêu cầu này cũng không tính là quá đáng, thống lĩnh thành vệ quân Vũ Duệ quyết định thỏa mãn. Cửu Cát dừng đàn nhị, một tên bộ khoái dẫn hắn đến trước mặt Hạ Huân Nhi. Cửu Cát ca ca. Ta ở đây, huynh đút ta ăn đi. Hạ Huân Nhi há miệng, vẻ mặt ngọt ngào nói. Cửu Cát nhắm mắt chỉ có thể nghe theo tiếng động, đưa huyết đậu hũ trong tay đút cho Hạ Huân Nhi. Nhưng Cửu Cát là một tên mù, luôn đút không trúng vào miệng Hạ Huân Nhi, bất đắc dĩ, Lục Nương đi tới giúp đỡ, nắm lấy tay Cửu Cát, mới đút được huyết đậu hũ vào miệng Hạ Huân Nhi. Đút xong cho Hạ Huân Nhi, Cửu Cát và Lục Nương lại đi đến một chiếc xe tù khác để đút cho Hạ Linh Nhi. Đút xong huyết đậu hũ cho hai tỷ muội, Cửu Cát mới được phép trở về xe tù của mình, tiếp tục kéo đàn nhị. Thống lĩnh Vũ Duệ cảm thấy như vậy có phần phiền phức, bèn quyết định điều chỉnh. Huân Nhi và Linh Nhi bị nhốt vào một chiếc xe tù. Để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đám bộ khoái đặc biệt làm một cái gông gỗ nặng trăm cân, cái gông gỗ kia giống như tấm ván cửa, khóa chặt Huân Nhi và Linh Nhi lại với nhau. Hai người cùng bị khóa chung một cái gông gỗ lớn, đương nhiên càng khó chạy trốn hơn, xe tù của Cửu Cát và Lục Nương đi theo phía sau, trên đường đi, Cửu Cát và Lục Nương phụ trách chăm sóc Huân Nhi và Linh Nhi, thời gian còn lại thì kéo đàn, gãy tỳ bà. Xe tù ban ngày lên đường, buổi tối nghỉ ngơi. Lần dừng chân nghỉ ngơi cuối cùng trước khi đến Lưu Hương Thành. Cửu Cát theo lệ đút huyết đậu hũ cho Huân Nhi và Linh Nhi. Đột nhiên, Cửu Cát làm một hành động quá phận với Hạ Huân Nhi. Tuy hai người nhanh chóng tách ra, nhưng cảnh tượng này lại lọt vào mắt rất nhiều người. Dù sao lúc này là ban ngày ban mặt. Ngươi làm gì đó, bộ khoái bên ngoài xe tù quát lớn. Ngươi quản hắn làm gì, hắn là tỷ phu của ta, đây là chuyện hắn nên làm, tỷ phu. Miệng tỷ tỷ có ngọt không? Hạ Linh Nhi lớn tiếng hỏi, nhưng Hạ Huân Nhi vốn đanh đá như vậy lại không nói một lời, hoàn toàn im lặng. Tên bộ khoái bên ngoài cũng không muốn chọc giận hai người sắp chết này, trên đường đi này nếu như chọc giận, hai cô nương đanh đá này sẽ mắng chửi mấy canh giờ. Mà đám bộ khoái này lại không thể làm gì bọn họ, bèn dứt khoát không chọc vào nữa.
Sau khi Cửu Cát đút xong cho Hạ Huân Nhi, lại bưng một bát huyết đậu hũ nóng hổi đến đút cho Hạ Linh Nhi. Chỉ thấy Hạ Linh Nhi cười hì hì hỏi, tỷ phu. Sao huynh lại đột nhiên hôn tỷ tỷ? Cửu Cát không trả lời. Cái đó, miệng ta cũng rất ngọt nha. Hạ Linh Nhi nũng nịu nói. Cửu Cát thản nhiên cười cười, không trả lời mà ở dưới sự giúp đỡ của Lục Nương đút huyết đậu hũ vào miệng Hạ Linh Nhi. Chẳng mấy chốc một bát huyết đậu hũ sắp đút xong. Đột nhiên, Cửu Cát lấy ra một viên thuốc từ trong tay áo, sau đó trước mặt Hạ Linh Nhi nhét vào miệng mình. Hạ Linh Nhi lập tức chợt hiểu ra, nàng biết vì sao Cửu Cát lại đột nhiên hôn tỷ tỷ một cái, hóa ra là muốn đút viên thuốc này cho tỷ tỷ. Cửu Cát ghé miệng vào tai Hạ Linh Nhi, dùng giọng nói cực kỳ nhỏ nói, đây là giả tử đan, cắn nát sau đó có thể giả chết 3 ngày, ta sẽ nghĩ cách cứu các ngươi. Cửu Cát nói xong, làm theo cách cũ đưa giả tử đan vào miệng Hạ Linh Nhi. Lần này bộ khoái bên ngoài lại nhìn thấy Cửu Cát làm ra hành động quá phận, bèn tức giận nói, tên mù nhà ngươi đút cơm cũng đút không trúng, ngậm miệng lại ngậm trúng, cái gông gỗ rộng như vậy cũng không thể ngăn cách hai người. Cửu Cát vội vàng tách ra. Tương tự Hạ Linh Nhi sau khi được cho giả tử đan cũng không nói gì, mà là ngây ngốc đứng im tại chỗ, tiêu hóa những lời Cửu Cát vừa nói. Miệng ngậm đồ. Hạ Linh Nhi chưa luyện tập qua, còn chưa thể vừa ngậm đồ vừa nói chuyện. Giả tử đan hiện tại còn chưa thể nuốt, phải đợi đến lúc nguy cấp nuốt xuống mới có thể giả chết 3 ngày. Linh đan này có lẽ có thể cứu mạng mình. Có thể cứu phụ thân ta không? Lúc Cửu Cát sắp xuống xe, Hạ Huân Nhi rốt cuộc cũng nắm được kỹ thuật ngậm giả tử đan nói chuyện. Cửu Cát lắc đầu nói, ta chỉ là một tên mù. Đưa hai viên giả tử đan cho Huân Nhi và Linh Nhi là thủ đoạn cuối cùng mà Cửu Cát chuẩn bị, Cửu Cát vì thế cũng mạo hiểm cực lớn. Huống chi Cửu Cát căn bản không định cứu Hạ Trạch Uyên, Hạ Trạch Uyên lừa gạt dân chúng, dùng người sống luyện cổ, tội ác tày trời, vốn đã đáng chết. Đoàn xe lại lên đường. Sau 5 ngày liên tục lên đường, đội xe áp giải phạm nhân rốt cuộc cũng từ Phủ Quy Trấn đến Lưu Hương Thành. Tất cả mọi người của Thiết Kiếm Sơn Trang bao gồm cả Cửu Cát đều bị giam vào Phủ Nha huyện thành, còn 6 tên cổ sư của Thiết Kiếm Sơn Trang thì bị đưa thẳng vào thành chủ phủ nội thành giam giữ. Cửu Cát bị giam vào nhà lao Phủ Nha, không bị thẩm vấn, cũng không bị ngược đãi, mỗi ngày còn có cơm trắng ăn kèm dưa muối, coi như là rất không tệ. Có lẽ bởi vì Thủy Long Bang cũng tổ chức cổ sư, xuất phát từ nguyên nhân thỏ chết cáo buồn, cung đại nhân Phủ Nha cố ý chăm sóc tốt những võ phu đến từ Thiết Kiếm Sơn Trang này, đối với gia quyến của cổ sư, thậm chí còn cho ăn thịt. Cửu Cát khó khăn lắm mới được ăn cá thịt. Cung tri phủ không thẩm vấn người của Thiết Kiếm Sơn Trang, bởi vì hắn đang chờ kết quả thẩm vấn của thành chủ phủ. Trên quyết định, dưới dễ làm việc, đây là quy củ trên quan trường Đại Càn Triều. Cửu Cát âm thầm chờ Chu Thiếu Tuyền đến đưa hắn rời khỏi đây để cứu Huân Nhi và Linh Nhi, thế nhưng Chu Thiếu Tuyền lại chậm chạp không đến. Lưu Hương Thành, thành chủ phủ, 3 vị võ tiên tụ tập lại một chỗ. Thành chủ Lưu Hương Thành Địch Sinh Vân, viện thủ võ viện Lưu Hương Thành Bành Như Tùng, Kim La đã canh nhân Lãnh Ngọc Trinh. Chỉ nghe Lãnh Ngọc Trinh nói, bên Hạo Khí Lâu truyền đến tin tức, giám lễ ti phái một vị công công tên là Hoa Anh đến thẩm vấn, ước chừng tối nay sẽ đến. Hoa công công đường xa mà đến, chúng ta phải cùng nhau khoản đãi một phen. Thành chủ Địch Sinh Vân mỉm cười nói. Lãnh Ngọc Trinh lắc đầu, vẻ mặt khó xử nói, chuyện tiệc tùng này ta không tham gia. Lãnh đại nhân sao lại không tham gia? Vị Hoa công công này từ trong cung đến, hắn có kiêng kỵ gì ta đều không biết. Thành chủ Địch Sinh Vân vội vàng khuyên nhủ. Bất kỳ thái giám đều thích ăn một thứ, ngươi lúc tiếp gió tẩy trần cho hắn thì chuẩn bị nhiều một chút là được. Lãnh Ngọc Trinh cau mày nói. Thứ gì? Hắn thiếu thứ gì thì thích ăn thứ đó. Lãnh Ngọc Trinh trợn mắt. Ặc, chẳng lẽ là của người? Nói nhăng. Sao lại là của người? Của bò, ngựa, dê đều được, hầm, hấp đều được, làm nhiều một chút cho hắn bổ sung dương khí. Lãnh Ngọc Trinh dùng giọng điệu chán ghét nói. Ồ, ta hiểu rồi, thế nhưng lãnh đại nhân ta nghe nói lâu chủ Hạo Khí Lâu Lý Thái Ấn là đại công công cấp chân tiên, thần thông quảng đại, quỷ thần khó lường, mà vị Hoa Anh này tuy chỉ là một võ sư, nhưng dù sao cũng quý nhân từ trong hoàng cung ra, ngài không nể mặt như vậy có thích hợp không,
thành chủ Lưu Hương thành Địch Sinh Vân khó hiểu hỏi. Giám Lễ Ti và Hạo Khí Lâu không thuộc quan hệ trực tiếp, không cần thiết phải quá thân thiết. Thế nhưng lãnh đại nhân ngài đánh úp Thiết Kiếm Sơn Trang, một lần bắt được 6 tên cổ sư, lập đại công, nếu trên bàn rượu lại uống một hai chén cùng vị Hoa Công Công kia, chắc hẳn sổ công lao sẽ càng dày hơn. Thành chủ Địch Sinh Vân mỉm cười nói. Địch thành chủ. Đại Càn Triều chúng ta đều là dựa theo luật pháp để ban thưởng, không cần nói đến nhân tình thế thái, huống chi ta làm đã canh nhân là vì muốn giữ vững chính nghĩa. Lãnh Ngọc Trinh chính trực nói. Địch thành chủ. 6 tên cổ sư của Thiết Kiếm Sơn Trang ta đã giao cho các ngươi rồi, đã canh nhân chúng ta nói cho cùng cũng chỉ là bộ khoái, ngày mai thẩm vấn tuy ta sẽ tham gia, nhưng người thật sự phán quyết là ngươi, ta hy vọng ngươi đừng tha cho một tên xấu nào, càng đừng oan uổng một người tốt nào, gia quyến của những cổ sư kia nếu như thật sự không biết chuyện luyện cổ, nhất thiết không được tùy tiện liên lụy người vô tội, Lãnh Ngọc Trinh chân thành nói. Nhất định, nhất định. Ta nhất định dặn dò phủ nha cẩn thận xem xét, tuyệt đối sẽ không tùy tiện liên lụy. Thành chủ Địch Sinh Vân liền miệng đáp ứng. Lãnh Ngọc Trinh rời đi sau. Lãnh Ngọc Trinh này là thật sự chẳng hiểu thế sự hay là giả vờ trước mặt hai ta, Địch thành chủ dò hỏi. Hắc. Việc này ta làm sao biết được, dù sao nàng ta cũng là võ tiên của Kim Đô Hạo Khí Lâu, Kim La đã canh nhân luận địa vị không dưới thái giám của Giám Lễ Ti, tất nhiên không cần phải nể mặt hắn. Tối nay những thế gia tu tiên kia có phái người đến không? Đương nhiên là có điều võ tiên sẽ không đến, tên Hoa Anh kia cho dù là quý nhân đến từ Hoàng Cung cũng không đủ tư cách để võ tiên của thế gia tự mình tiếp kiến, nhiều nhất là phái quản sự của Thự Vụ Đường đến nghênh đón. Võ tiên A đều là thần tiên, chỉ tiếc hai ta lại không thể thoát tục. Chúng ta giữ chức vụ quan trọng như vậy, đương nhiên không thể thoát tục, nếu muốn thoát tục, cứ đến chiến trường yêu tộc Mông Trạch. Thành chủ Địch Sinh Vân nheo mắt nói. Chiến trường yêu tộc Mông Trạch. Viện thủ Bành Như Tùng ánh mắt u ám, phản phất như xuyên qua vạn dặm nhìn thấy nơi gió tanh mưa máu kia. Lưu Hương Thành. Trong một khe núi cách đó 10 dặm. Một luồng đao khí hình rồng bay múa, đá núi nổ tung, cỏ cây bay tứ tung. Trên vách đá nhẵn bóng lưu lại một vết tích đáng sợ. Phù phù. Phù phù. Một đao vừa dứt. Chu Thiếu Tuyền thở hổn hển. Ngươi mới chỉ là tam phẩm võ sư, thi triển, long khiếu cửu tiêu, thật sự là quá miễn cưỡng. Một giọng nữ tử từ nơi hư vô truyền đến, sương mù mờ mịt tan đi, Kim La đã canh nhân Lãnh Ngọc Trinh mặc một thân hắc y hiện ra. Chu Thiếu Tuyền cắm trường đao bên hông, thậm chí không muốn nhìn thượng cấp của mình lấy một cái, trên mặt đều là vẻ bất mãn. Ta biết ngươi đã đáp ứng cửu các cứu hai nữ hài kia, nhưng việc đó căn bản không thể, các nàng là cổ sư, điều này đã định sẵn các nàng đã bước lên một con đường không có lối về. Người tu luyện cổ thuật, một khi tu vi cao thâm, hoặc là bị cổ trùng phá thể chui ra, hoặc là bị cổ trùng ảnh hưởng thần trí, không phải người không phải yêu, không còn chút tình cảm nào của con người, thật sự là dị loại, đúng như câu nói không phải tộc ta, ắt có ý khác, ngươi không thể có phần lòng thương hại nào. Lãnh Ngọc Trinh khuyên nhủ. Cửu Cát cũng cổ sư, nhưng ngươi không xem hắn là dị loại. Cửu Cát tuy là cổ sư, nhưng hắn trở thành cổ sư là bị ép buộc, hơn nữa cổ trùng của hắn có thể cắt bỏ, về sau có thể vào cung làm thái giám, hắn là người có thể cứu vớt. Lãnh Ngọc Trinh giải thích. Hai nữ hài kia cũng bị ép buộc trở thành cổ sư. Thiết bị cổ là ký sinh dưới da, nếu muốn giúp hai nữ hài kia loại bỏ cổ trùng, nhất định phải lột da các nàng, việc này có khác gì giết các nàng. Nhưng ta đã đáp ứng rồi. Đã đáp ứng rồi lại không làm được, thật sự là bội tín bội nghĩa. Chu Thiếu Tuyền hung hăng đấm một quyền vào vách đá, trên mặt đều là vẻ buồn bực. Việc này rõ ràng là vi phạm luật pháp Đại Càn, ai bảo ngươi đáp ứng, Lãnh Ngọc Trinh trách cứ. Ta tưởng ngươi sẽ đồng ý, việc này cũng không khó. Chu Thiếu Tuyền vẻ mặt hối hận nói. Việc cướp ngục là vi phạm nguyên tắc, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Có điều ta có thể đáp ứng ngươi, ngày mai khi thẩm vấn, tận lực bên vực cho hai cô nương kia, có điều đừng nên ôm hy vọng gì, các nàng dù sao cũng cổ sư, dựa theo luật pháp Đại Càn chỉ cần là cổ sư đều là giết không tha. Thiếu Tuyền. Từ xưa trung nghĩa khó toàn vẹn. Ngươi không đi cướp ngục tuy bất nghĩa, nhưng lại thành tựu cho ngươi lòng trung thành với Đại Càn Vương Triều, ngươi tự mình suy nghĩ kỹ càng đi.
Lãnh Ngọc Trinh nói xong liền hóa thành một đạo độn quang màu nước bỏ đi. Ai? Chu Thiếu Tuyền ôm đầu, vẻ mặt chán nản ngồi phịch xuống đất. Tối hôm đó, Hoa công công của giám lễ ti được mời đến Vĩnh Lạc Lâu ở nội thành. Bảy thế gia tu tiên của Lưu Hương Thành đều phái ra trưởng lão của Thự Vụ Đường, thành chủ Địch Sinh Vân, viện chủ võ viện Bành Như Tùng hai vị võ tiên cùng ngồi, kẹp Hoa công công một ngũ phẩm võ sư ở giữa, thể hiện ra địa vị của hắn không dưới võ tiên. Thật sự là nể mặt Hoa công công của giám lễ ti. Tiếp theo là dâng món ăn. Món ăn được dâng lên toàn bộ đều là loại bổ dưỡng. Bởi vì trước đó Lãnh Ngọc Trinh đã tiết lộ tin tức, thành chủ Địch Sinh Vân biết thái giám trong cung đều thích ăn thứ gì, bởi vậy đã sớm dặn dò nhà bếp chuẩn bị kỹ càng. Món ăn bổ dưỡng vừa được dâng lên. Hoa công công của giám lễ ti hai mắt tỏa sáng, vô cùng hài lòng, thậm chí có thể nói là mừng như điên. Thành chủ Lưu Hương Thành Địch Sinh Vân nhìn mâm đầy các loại roi, hận không thể tự tát mình một cái. Tên thái giám kia thiếu nhị đệ, bởi vậy thích ăn thứ này, nhưng hắn Địch Sinh Vân hoàn hảo không sức mẻ, căn bản không cần bổ sung thứ này. Những món đuôi hầm này còn đỡ, ít nhất nhìn không ra là thứ gì, nhưng món hấp kia thật sự là kinh tởm. Món đuôi ngựa hấp nằm ở trung tâm bàn ăn, trong gân vừa mới cắt xuống. Nguyên chất nguyên vị. Mùi vị nồng nặc. Lúc này vị võ tiên thành chủ rất muốn xông vào nhà bếp, túng tên đầu bếp kia ra, hỏi hắn rốt cuộc là đầu óc có vấn đề gì, làm sao có thể nấu ra món ăn như vậy, cố ý làm ghê tởm người khác phải không? Viện chủ võ viện Bành Như Tùng cũng mặt mày xanh mét, hắn dùng thần niệm truyền âm nói với Địch Sinh Vân. Địch thành chủ. Sao lại toàn là đuôi thế này? Ngươi không bảo nhà bếp chuẩn bị chút món khác à, hai ta ăn gì đây? Cũng ăn mấy thứ này sao? Sai sót, sai sót. Quay về ta sẽ đuổi tên đầu bếp kia. Địch thành chủ vẻ mặt bẽn lẽn. Chỉ thấy Hoa công công của giám lễ ti lên tiếng nói, hai vị võ tiên thật sự là quá nể mặt, món đuôi ngựa hấp này ngay cả trong cung ta cũng chưa từng được ăn, chỉ cần ngửi mùi thôi đã thấy tuyệt vời, món ngon nhân gian như vậy, ta không thể độc hưởng, đến. Cái này cho ngươi, cái này cho ngươi. Được hai vị võ tiên nịnh bợ, Hoa công công của giám lễ ti vô cùng kích động, bởi vậy tự mình gấp thức ăn, tỏ ý cảm tạ. Ừm. Ngon. Nhanh ăn, nhanh ăn. Hoa công công của giám lễ ti vừa ăn vừa kêu. Địch thành chủ và Bành viện chủ nhìn nhau. Lãnh Ngọc Trinh không đến thật sự là quá sáng suốt, sớm biết vậy bọn họ cũng không nên đến. Cả đời này cũng không tiếp đãi thái giám nữa, ai thích tiếp đãi thì tiếp đãi. Ngày hôm sau, thành chủ phủ Lưu Hương Thành mở công đường xét xử vụ án cổ sư Thiết Kiếm Sơn Trang. Thành chủ Lưu Hương Thành Địch Sinh Vân chủ thẩm vụ án này. Hoa công công của giám lễ ti giám sát thẩm lý. Kim La đã canh nhân Lãnh Ngọc Trinh được mời đến dự thính. Nguyên quản sự Thiết Kiếm Sơn Trang Lý Chí Đạt ngay tại công đường vạch trần trang chủ Thiết Kiếm Sơn Trang Hạ Trạch Uyên là kẻ đạo đức giả, lòng lang dạ thú, cướp bóc thương nhân, lừa gạt giết hại dân lành, luyện cổ bằng người sống, tội ác tày trời. Kết án tử hình Hạ Trạch Uyên, Mã Điển Phù. Cùng sáu tên cổ sư khác, hai vị có ý kiến gì không? Thành chủ Địch Sinh Vân tuy là võ tiên, nhưng làm việc lại vô cùng lão luyện, trước khi tuyên án, quyết định trưng cầu ý kiến của Hoa công công của giám lễ ti và Lãnh Ngọc Trinh. Chỉ thấy Hoa công công gật đầu, đồng ý với phán quyết này, mà Lãnh Ngọc Trinh lại đứng dậy bước đến trước mặt Hạ Trạch Uyên hỏi, Hạ Trạch Uyên. Ngươi tội ác tày trời, chết vạn lần cũng không hết tội, nhưng hai nữ nhi của ngươi còn nhỏ tuổi, hẳn là chưa từng tham gia cướp bóc giết người, luyện cổ bằng người sống. Ngươi nhẫn tâm để các nàng chết cùng ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tha cho các nàng? Hạ Trạch Uyên cười lạnh hỏi ngược lại. Lãnh Ngọc Trinh giơ hai ngón tay ra nói, cổ thuật trên người ngươi, không có khả năng tự nhiên mà có, nhất định là có truyền thừa, thậm chí là có tổ chức cổ sư, ta làm việc rất công bằng, ngươi chỉ cần nói ra hai tên cổ sư, ta sẽ bắt bọn chúng lại, lập tức thả hai nữ nhi của ngươi. Hừ, ta sẽ không mắc lừa đâu. Hạ Trạch Uyên cười lạnh. Ta lấy danh dự của đã canh nhân đảm bảo, nhất định nói được làm được. Lãnh Ngọc Trinh nói chắc nịch. Hạ Trạch Uyên cúi đầu không nói nữa. Không phải hắn không muốn bán đứng Thiết Huyết Bang cứu con gái mình, mà là hắn biết rõ bán đứng cũng vô dụng. Thái độ của đã canh nhân Đại Càn Vương Triều đối với cổ sư chính là giết không tha,
chưa từng có chuyện tha thứ. Nói tha thứ đều là lừa người. Thấy Hạ Trạch Uyên không nói nữa, Lãnh Ngọc Trinh lạnh lùng nói, đại phu nhân Thiết Kiếm Sơn Trang Trịnh Thị, chắc chắn biết chuyện luyện cổ bằng người sống, biết mà không báo, tiếp tay cho giặc, đáng giết. Danh ghi lại. Địch Thành Chủ đang chủ trì thẩm vấn vội vàng phân phó Văn Tri bên cạnh ghi lại. Điều tra rõ. Kẻ tự xưng là con rể Thiết Kiếm Sơn Trang Cửu Cát không liên quan đến vụ án luyện cổ bằng người sống của Thiết Kiếm Sơn Trang, nên được vô tội thả ra. Lãnh Ngọc Trinh lại nói. Danh ghi lại. Địch Thành Chủ lại phân phó. Cảm ơn. Hạ Huân Nhi đang quỳ rạp dưới đất ngẩng đầu lên, nói hai chữ. Hạ Trạch Uyên. Ngươi còn năm vị phu nhân, chỉ cần ngươi nói ra một tên cổ sư, ta sẽ tha cho các nàng. Lãnh Ngọc Trinh nheo mắt nói. Khà 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 khà. Hoa Công Công của Giám Lễ Ti bỗng nhiên cười lên. Chỉ nghe Hoa Công Công ẻo lả nói, Hạ Trang Chủ. Vị đã canh nhân này nói cho cùng cũng chỉ là một bộ khoái chỉ phụ trách bắt người, không phụ trách thẩm án, nàng ta chỉ có thể đưa ra đề nghị, có đồng ý hay không còn phải hỏi qua ta và Địch Thành Chủ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.